Chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi xảy ra vụ cướp tài sản tại phường Lê Lợi, thành phố Con Tum, công an thành phố Con Tum đã nhanh chóng bắt gọn được 4 đối tượng có liên quan, bao gồm An Nui, A Khem, A Tiêu và A Cơ, cùng chú tại phường Lê Lợi, thành phố Con Tum để điều tra làm rõ vụ việc. Trưa ngày 13 tháng 7, An Huy và A Khem rủ nhau đi dạo các nhà dân tìm sơ hở trộm cắp tài sản. Ngang qua số nhà 29 đường Đồng Nai, phát hiện trong nhà chỉ có một cháu bé 12 tuổi, cả hai đã lén đột nhập vào nhà. Sau khi bị nạn nhân phát hiện, An Huy đã lấy áo thun mang theo, bịt mặt, bóc cổ khống chế, rồi giật chiếc điện thoại trên tay cháu bé và đưa cho A Khem mang đi nhờ hai đối tượng còn lại bán để tiêu thụ, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.